Chào các bạn, hôm nay Trâm Len BDNI xin giới thiệu với các bạn một căn nhà shop house trên đường Mộc Lan thuộc khu dân cư Phong Phú 4. Hiện tại mình đang đứng trên ngã ba của đầu đường Mộc Lan các bạn ơi. Đối diện là trường cấp 1 các bạn ơi, của Phong Phú 4 nha các bạn. Mình đang tiến vào trong nha. Đây là phòng khách và khu bếp. Có kệ bếp, bếp nấu và có bếp từ luôn các bạn. Phía chân cầu thang có nhà vệ sinh nha. Nhà vệ sinh kịp nhà tắm luôn các bạn. Khu vực sân sau rộng khoảng 2 mét, có kiên cố, lưới kiên cố luôn các bạn, có mái che nè. Mình lên cầu thang nè, mình bước lên trên lầu nha. Cầu thang được ốp đá hoa cương và kiến cường lực, tay vịn bằng gỗ nha các bạn. Đá hoa cương này dài 2 phân nha các bạn. Đây là khu sinh hoạt chung. Bên tay phải của chúng ta là có một phòng ngủ này và một nhà vệ sinh rất là rộng, có máy lạnh các bạn ơi. Và có tủ quần áo âm tường. Có sẵn giường luôn. Nhà vệ sinh và phòng tắm rộng với đãi các bạn. Lavabo, gương. Trực tiếp lên lầu 2 nha. Lầu 2 là bên tay trái chúng ta là sẽ có một phòng ngủ nhìn cửa sổ ra phía đằng sau. Đây, cửa sổ nhìn ra phía đằng sau các bạn. Có một máy lạnh nha.
nhà vệ sinh. Và một phòng ngủ ở phía trước. Đây là một căn nhà hoàn thiện, shop house hoàn thiện với đầy đủ nội thất cơ bản về điện nước nha các bạn. Một trệt hai lầu, ba phòng ngủ và một khu sinh hoạt chung. Ở phía trệt là có phòng khách lớn và khu bếp. Có sân trước, sân sau luôn các bạn. Ngay khu dân cư sầm uất. Yes.